Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 8 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu sẽ là những thông tin thời tiết trên địa bàn tỉnh. Do còn chịu tác động của rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động, nên ngày hôm nay mây rông tiếp tục còn tồn tại, gây mưa rào và rông ở nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh. Dự báo đêm nay và ngày mai vẫn duy trì kiểu thời tiết này, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và rông. Nhiệt độ không có sự biến đổi nhiều so với ngày hôm nay. Tại các huyện thị thành phố thuộc khu vực miền Đông, miền Tây và thành phố Hạ Long, thấp nhất trong đêm nay khoảng 26 độ. Còn bước sang ngày mai, mức nhiệt tăng lên ở ngưỡng 30-31 độ. Gió trong đất liền thuộc các khu vực này duy trì ở mức cấp 2, cấp 3. Ở vùng biển ngoài khơi và huyện đảo Cô Tô, trời vẫn nhiều mây, có mưa và mưa rào và rông. Gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Mức nhiệt độ giao động từ 25 đến 30 độ. Như vậy ngày mai trên địa bàn tỉnh mưa vẫn xảy ra bất chợt trong ngày nên quý vị và các bạn lưu ý khi di chuyển hoặc làm việc ngoài trời. Còn bây giờ chuyển sang dự báo thời tiết trên cả nước. Những cơn mưa rào và rông đã xuất hiện ở nhiều nơi trên khu vực Bắc Bộ trong suốt mấy ngày nay. Trong đó, khu vực vùng núi đã xảy ra những điểm mưa trên 100mm một ngày, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống và sản xuất của người dân. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục xuất hiện mưa rào và rông kèm theo rông mạnh trong cơn rông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Mưa tập trung nhiều hơn về chiều tối và đêm, còn ban ngày trời vẫn có những khoảng nắng, tiết trời oi bức với mức nhiệt cao nhất trưa chiều ngày mai ở mức từ 31 đến 34 độ. Các tỉnh miền Trung suốt từ Thanh Hóa, Nghệ An trở vào đến Bình Thuận. Trong đêm nay và ngày mai có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to và rông mạnh, kèm theo nguy cơ xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh do mưa rông xuất hiện chủ yếu về chiều và tối, còn ban ngày vẫn có nắng nên nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến từ 32 cho đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, thời tiết oi nóng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa nhiều ngày nay gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, mưa rào và rông vẫn xuất hiện trên diện rộng kèm theo nguy cơ xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, tiềm ẩn hiện tượng sạt lở đất đá. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều mai ở Tây Nguyên chỉ khoảng từ 26 cho đến 29 độ, còn tại Nam Bộ là từ 29 đến 32 độ. Đối với thời tiết trên biển, đáng lưu ý là hầu khắp các vùng biển đều có khả năng xuất hiện mưa rông, trong cơn rông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh gây mất an toàn cho các hoạt động hàng hải. Bên cạnh đó, khu vực Nam biển Đông gió có thể giật trên cấp 7 gây biển động, người dân cần lưu ý.